Và xin chào các thầy cô, để theo dõi đánh giá chất lượng điểm thi định kỳ, điểm thi hàng tháng đối với các trường trung học cơ sở thì Phòng Giáo dục Đào tạo đã tạo ra cái biểu trên hệ trung tâm điều hành quản lý giáo dục ở trong cái mục thống kê này, thì các thầy cô sẽ mở vào trong cái mục là chất lượng tháng và định kỳ, và các thầy cô mở vào một mục của trung học cơ sở. Đối với mỗi một trường thì đã được tách ra thành một biểu riêng độc lập, không các trường không phụ thuộc vào nhau. Thế thì đối với các trường sẽ nhập các thời điểm như sau. Chúng ta nhập hàng tháng đối với 3 môn bắt buộc, đó là Toán, Văn, Anh, khảo sát hàng tháng. Còn đối với những cái thời điểm trùng với khảo sát với thi định kỳ thì chúng ta sẽ sử dụng những cái điểm thi định kỳ để chúng ta nhập vào. Đây tôi lấy ví dụ của một cái trường nào đó để chúng ta nhập thử. Đây này của trường Khoen On. Thì ở đây tôi đã nhập demo cái điểm của 8 môn cơ bản, trong đó có cả môn lịch sử địa lý, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và một cột nữa là cột bán trú. Thì những cái cột mà tôi đã bôi màu vàng này thì các cô sẽ nhập vào. Còn với hàng tháng khảo sát thì các cô chỉ nhập môn toán, môn văn và môn tiếng Anh. Và trong danh sách này thì đã được lấy từ cái phần mềm cơ sở dữ liệu xuống số liệu từ thời điểm đầu năm. Thì trong danh sách này có những học sinh mà đã chuyển đi bỏ học rồi thì các thầy cô sẽ xóa bỏ đi. Còn đối với học sinh nào mà trong danh sách mà học sinh chuyển đến hoặc chưa có tên trong danh sách thì các thầy cô sẽ nhập bổ sung vào, insert các thầy cô nhập bổ sung vào. Và khi nhập bổ sung vào này thì những cái phần nào liên quan đến công thức thì nó sẽ tự động điền cho chúng ta. Đấy. Đây là cái số ngẫu nhiên tôi đưa vào, cái điểm ngẫu nhiên tôi sẽ đưa vào. Sau khi chúng ta nhập điểm xong thì toàn bộ phía báo cáo ở phía bên này nó sẽ tự động hiện ra. Ví dụ như đây là về tổng hợp số lượng học sinh tham gia kiểm tra, nó sẽ báo cáo ở biểu này. Và toàn bộ chia theo từng môn, ở đây nó có từng môn một. Vậy thì để số liệu nó lấy được cái số liệu mới nhất thì các thầy cô sẽ làm như sau, bằng cách là bấm chất phải vào một ô bất kỳ nào đó trong cái biểu tổng hợp này, sau đó chọn vào nút Refresh. Như vậy nó sẽ cập nhật số liệu mới nhất cho các thầy cô. Tương tự chúng ta chỉ làm một lần như vậy thì tất cả những cái biểu bên này nó cũng sẽ tự động tổng hợp lại cái số liệu mới nhất. Ở đây chúng ta có thể quan tâm đến là nhìn kiểm tra từng môn này, xem có môn nào nó có số lượng học sinh kiểm tra ít hơn hay không. Chúng ta có thể nhìn đây quan sát được, ví dụ như môn vật lý này, môn hóa này có số lượng học sinh kiểm tra ít hơn. Thì do là ở phía bên này tôi đã bỏ xóa thử, đây là số lượng học sinh đây là không nhập điểm, thì ở đây nó sẽ báo lại số lượng ít hơn. Điều này mục đích chỉ để kiểm soát số lượng học sinh tham gia khảo sát kiểm tra thôi. Còn đây là biểu chi tiết của các môn. Ở đây nó sẽ tự động chia tách theo từng khối và theo từng lớp, và nó chia theo từ các thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10 theo từng môn. Tương tự như vậy. Thế thì ở đây chỗ này nó sẽ là cái tổng số học sinh tham gia khảo sát. Vậy thì chúng ta làm thế nào đối với những cái trường mà có học sinh bán trú? Thì chúng ta ở đây có một cái lọc này. Ví dụ chúng ta tích vào đây thì nó sẽ lọc trường này riêng những học sinh có bán trú thì chất lượng học sinh bán trú. Còn chúng ta bỏ tích đi thì nó sẽ tính tất cả học sinh toàn trường. Đây là cái lọc. Ngoài ra chúng ta có thể lọc một số cái khác nữa, lọc theo giới tính các loại, nhưng mà thường thì anh ít khi sử dụng cái chức năng đó. Tương tự các môn cũng như vậy. Đấy, thì dấu chắc chắn mình giá trị xem rồi, bên đấy muốn chiết xuất camera để kiểm tra cái thời điểm tuần tháng 6.